Xin chào tất cả cộng đoàn thầy giáo xứ. Hiện tại thì ban truyền thông đang có mặt tại khu vực nhà mộ của giáo giáp Tây đảm nhiệm năm nay. Và đây là công tác chuẩn bị của giáo giáp Tây để chuẩn bị làm nhà mộ. Vâng ạ, với tinh thần rất là đoàn kết và phục vụ thì bà con giáo giáp Tây đã đang quy tụ với nhau. Cũng như tất cả anh em thanh niên trong bản giáp nó đang quy tụ với nhau để cùng làm nhà mồ. Và đây là cũng một nét truyền thống của giáo xứ chúng ta. Vâng, được chia cho các giáp. Và mỗi năm trong một khóa thì khóa trùm là 4 năm thì các ông sẽ đảm nhiệm một lần để làm nhà mồ. Nên là cũng rất là hăng say và nhiệt tình. Và đây cũng là một cái nét truyền thống của giáo xứ cũng như chúng ta mà ít cô giáo xứ nào làm được. Anh em thanh niên trong bản giáp này ạ. Anh em mình sẽ đi sâu vào bên trong một chút nhá, để cùng xem bên trong sâu hơn nhà mồ là như thế nào. Và hiện tại thì công việc cũng đang hoàn thiện. Vâng ạ, nhìn chung là năm nay bên trong nhà mồ sẽ có hình dáng như là một hang đá gần như là thật ạ, với tông màu rất giống đá. Bà con đang trong giáo giáp và đang gấp rút chuẩn bị hoàn thành những công việc để làm xong nhà mồ. Bà con tây giáp rất đông, tinh thần rất tuyệt vời. Rồi, xin chào mọi người nha. Chúc mọi người buổi chiều nhiều niềm vui. Xin quay lại sau những chương trình và video tiếp theo. Các môn đệ Giêsu được thiên thần thêm sức và đây là một hoàn cảnh của ông Môsê và các nghệ nhân cũng đang gấp rút hoàn thành mồ thánh và các khu vực tiểu cảnh để mọi người dễ hình dung cũng như là hiểu sâu hơn, chân thực hơn về câu chuyện cũng như là những gì mà Chúa Giêsu đã trải ra, đã. Vâng, chúng ta sẽ đi sâu vào hơn bên trong một chút ạ. Vâng, đến bây giờ thì giáp Tây cũng đã hoàn thành tới 99% rồi. Năm nay thì sẽ có cái sự đặc biệt hơn, khác mọi năm là bên trong hang đá nhà mồ
thì được bày trí một cách đặc biệt và đặc sắc hơn. Vâng, buổi tối thì hang đá sẽ được thắp điện nên là chắc chắn là sẽ rất là lung linh rồi ạ. Nhiều người đặt hỏi tại sao lại có con gà to ở đây. Vâng ạ, đây là báo hiệu của ông Phêrô. Gà chưa gáy 3 lần thì con đã chối thầy 3 lần rồi. Vâng. Ông Mô-sê. Và ông Mô-sê còn đang thiếu con rắn nữa. Chiều nay nó phải đưa, tối nay đưa đấy hả? Có 2 tiếng rồi nên vừa. Hết gì à? Ông Mô-sê đang đây là những dụng cụ mà quân giữ quân giữ tra tấn Chúa Giê-xu này. Đây các môn đệ. Kính thưa cộng đoàn thân mến, ở bên này thì các ông các anh trong hội Vinh Sơn cũng đã bắt đầu sửa soạn cho mừng lễ Thánh Vinh Sơn vào thứ tư tuần sau ạ. Hãy kính sợ Thiên Chúa. Đây, mọi người sẽ nhìn lại tổng thể một chút khuôn viên nhà thờ giáo xứ Nguyễn Nhân chúng ta. Và hẹn gặp lại mọi người sau những video tiếp theo. Chúc toàn thể bà con cũng như cộng đoàn buổi chiều nhìn niềm vui. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào cộng đoàn, đây là buổi tối thứ tư tuần thánh và mọi công việc cho một thánh đã hoàn thành. Chúa Giê-xu đang cầu nguyện và được thiên thần thêm sức. Và trong khi Chúa Giê-xu đang cầu nguyện thì các môn đệ vẫn đang nằm ngủ. Anh em không thức nổi với thầy một giờ hay sao? Ông Mô-sê từ thời Cựu Ước.
toàn cảnh đường vào mùa thánh á. Buổi tối rất đẹp, rất lung linh. Rồi. Chú gà báo hiệu và chưa gáy 3 lần mà ông Phêrô đã chối thầy 3 lần. Tình cao trọng. Vâng, thứ tư tuần thánh. Vâng, mọi công việc đã hoàn thành. Chuẩn bị cho lễ phục sinh. Năm nay là do giáo giáp Tây đảm nhiệm ạ. Xin chào mọi người.